Kinh siêu thị xóm 8 chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Kinh giới thiệu một căn nhà nằm ở nhánh Kinh Khama. Đây là hướng ra cái Kinh Khama. Hiện tại thì lỗ đan trước nhà là 3 mét. Ở đây thì cũng đông người dân sinh sống. Đặc biệt thì ở đây thì gần rất nhiều công ty, xí nghiệp, xưởng. Thì mình cũng có thể mua ở hoặc là mình cho thuê là cũng được ha. Còn đây thì hình ảnh căn nhà. Căn nhà thì có diện tích là ngang 5, dài 19. Hiện tại là đất lúa. Nhà nói chung thì còn rất là mới. Cũng khoảng 85-90% á. Trên tường thì có ốp cái miếng giấy dán tường á. Còn khi nào mà mình mua mà mình không thích thì mình có thể lột ra ha. Nhà cũng rộng rãi. Nhà thì có một sân trước, một phòng khách, 4 phòng ngủ nhưng mà có 2 phòng kiên cố, còn 2 phòng thì tạm với một cái gác. Rồi ở phía sau thì có một cái bếp với một cái toilet. Giá của cái căn nhà này là 750 triệu có thương lượng. Giá này thì cũng hợp lý ha, tại vì cái nền hiện tại ở cái khu này á tầm 600 650. Mà nếu mà tính cái tiền xây dựng nhà nữa thì nó hiện tại bây giờ tầm 200. 200 ngoài. Đây là cái gác. Do ở ở trên không có gác thì Kinh chỉ quay sơ thôi. Từ đây mà ra chợ Tắc Cậu là cũng khoảng 1,5 cây số à. Khu này thì rất tiềm năng ha, đặc biệt là sau này thì cái đường 3 tháng 2 nối dài nó cũng đi ngang gần đây nè. Thì sau này cái khu này cái giá trị nó càng lúc càng tăng ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.